Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em lên cái clip này để quay giới thiệu với cả nhà mình cái việc mình tưới phân ha, tưới phân thuốc, và cũng giới thiệu cái sản phẩm cho cả nhà mình cùng xài luôn ha. Tại em xài thấy có đạt hiệu quả rồi thì giới thiệu cho cô chú anh chị mình xài luôn. Thì đây chỗ ông chú đang tưới ha. Thì bình thường là mấy anh em tưới không quen thì mình sẽ làm một cái gáo ha, một cái gáo để mình tưới cho nó đúng liều lượng. Còn cái này ở nhà vườn quen rồi thì mình canh, ví dụ canh cây đó thì nó cần bao nhiêu á, tưới quen thì tưới thùng cũng được ha, tưới thùng cũng được, thùng thì nó mau. Còn kia thì mình xách từng gáo một gáo tưới lâu. Thì ở đây thì bên nhà vườn em tưới những cây cứng này thì tưới phân ha, với dưỡng rễ. Đây thì những cái chai, cái sản phẩm bên em á thì là cái hôm đó nay em có giới thiệu cả nhà mình á, là cái thuốc siêu gà rễ ha, siêu gà rễ cực mạnh. Bộ sản phẩm này thì đa phần xài cho cây cảnh với lại cây mai vàng ha, cây cảnh mai vàng. Thì cả nhà mình không quen á thì mình tưới, mình dặn một nắp ra, mình tưới một nắp cho một thùng ha, một thùng, hoặc là cái thùng B 20 lít. Còn cái này quen thì mình canh bằng tay luôn cả nhà, không phải là hay gì, nhưng mà mình làm quen á thì không có khỏi cần canh liều lượng. Cứ làm quen thì cái trạng đó là bao nhiêu đó. Thì cái sản phẩm này thì tưới cả nhà mình nó có cái vậy nè. Bình thường thì những cái sản phẩm khác, dưỡng rễ khác thì nó có chứa những cái thành phần phân ha, phân vô cơ cũng như là OG ha. Nên cái cây chúng ta mà cây suy quá đó mình tưới thì nó không có ngon không. Còn cái dòng này thì nó mình dùng vừa là kích thích tái tạo bộ rễ, mà mình có thể là dúng nữa ha, có thể mình cắt mình cầm á, nên cô bác mình an tâm ha, xài nó thì nó rất là an toàn luôn. Những cây mai mới bứng về mà mình không biết, mình xài một số sản phẩm mà dưỡng rễ mà không đúng là coi chừng cây mai mình là nó si luôn á cả nhà. Nhưng mà cái này thì nó tái tạo bộ rễ ha, nè nó có hạn, có cái công dụng nè ha, cung cấp lượng lân cho cây, ra nhiều rễ con phát triển mạnh, hạ phèn giải độc hữu cơ, hạn chế bệnh về rễ ha, tiếng trùng rồi nè, chiết cành ha, dâm chiết cành phục hồi bộ rễ suy yếu, nên cả nhà mình xài rất ok luôn. Thì em tưới cái này ha, cây mạnh thì mình tưới cái sản phẩm dưỡng rễ này, hoặc là cả nhà mình có xài cái này cũng được ha, có xài dưỡng rễ thì cũng chung một công ty này, công ty cây cúc vàng, thì cả nhà mình một số anh em có xài rồi đó. Nhưng mà anh em có xài kết hợp, còn không thì mình xài cái loại này thôi. Còn này với lại phân thì bên em thì có pha sẵn nha cả nhà, nên em không có cái phân thì em giữ lại không tiết lộ nha. Nhưng mà cô chú anh chị mình có xài thì em sẽ gửi, tại bên nhà vườn em thì bán luôn ha, có cái tiệm bảo vệ thực vật, nên cả nhà mình cứ alo em thì em sẽ tư vấn. Ví dụ cái mặt lá, cả nhà mình gửi mặt lá bây giờ nó thiếu cái gì, em nhìn lá thì mình biết nó thiếu cái loại dưỡng chất gì, thì em sẽ gửi cho cả nhà mình ha. Thì cái sản phẩm này nè cả nhà, thì sản phẩm này cộng thêm phân thì em không có tiết lộ là loại phân gì, cả nhà mình cứ an tâm mà tưới ha. Thì cái loại siêu gà rễ này với cái kết hợp với cái phân thuốc xịt này thì bảo đảm cho cây mai chúng ta thì nó bung đọt tà le tắc lét luôn ha, nó bung đọt tối ngày luôn. Thì tùy thời điểm này thì vẫn còn đi bung đọt được, rồi tới cái thời điểm mà nó làm nụ thì em sẽ hướng dẫn mình, anh sẽ có cái bộ sản phẩm để mà nó làm nụ ha. Đây cả nhà mình coi, nó đi đọt suốt luôn. Và thêm một cái nữa thì cũng xin nhắc với cô chú anh chị mình, nếu mà chưa rành về cái mai vàng ha, cũng như cây gì cũng vậy ha, thì mình cần là cái ba đúng là cây mai nó sẽ tốt thôi, không cần phải thuốc gì mà nó quá mắc tiền ha. Là thứ nhất là nó đúng thuốc ha, đúng phân đúng thuốc. Thứ hai là nó đúng liều lượng. Thứ ba là đúng cử, là bảo đảm cây mai chúng ta sẽ tốt ha. Thì quên báo với cả nhà mình, thì cái bộ này nè, một cặp này thì em giao lưu với cả nhà mình cái giá 200.000 nha. Cái bộ sản phẩm một cái này là xịt nha cả nhà, cái này là một xịt, cái này là xịt ha. Còn cái này là tưới nè ha, cái này là tưới. Rồi sẽ cộng có những cái thuốc cộng thêm, nhưng mà tên căn bản là hai cái loại đó ha. Thì nó là 200.000.
cộng phân phân để tưới nữa, phân thì bên em bán 50.000 ký, em sẽ trộn sẵn cho cả nhà mình luôn. Cái phân thì em không tiết lộ ha, sẽ trộn sẵn cho cô chú anh chị mình. Thì rồi những cái cách thức để mình chăm sóc cây cây sao đó thì cứ alo em sẽ tư vấn. Dù cô chú anh chị mình không cần mua bên em, nhưng mà có ở gần có tiệm phân thuốc đó thì có cần em tư vấn gì thì alo em ha, em sẽ nhiệt tình tư vấn thôi chứ không có gì hết ha. Thì cái bộ sản phẩm đó là chỉ là để cho nó kích thích, nó đâm đọt với lại tới kích thích rễ thôi. Nó còn rất là nhiều cái phân thuốc để chúng ta xài cho cây mai, cũng như là thuốc bệnh rồi bọ trĩ rồi sâu hại đồ ha, nó còn nhiều thứ lắm. Nên trên căn bản thì anh em muốn đâm đọt mạnh thì mình xài bộ sản phẩm đó là ok rồi. Rồi em cộng cho thêm một số loại phân thuốc. Thì nhiều khi á, như mấy anh em hay gặp cái tình trạng là tới cái tiệm phân thuốc người ta sẽ tư vấn cho anh chị em mình cộng 5-6 loại vô luôn đặng ta bán nhiều. Em không có, em cả nhà mình cứ xài thử sản phẩm bên em đi, một hoặc là hai loại thôi, hoặc là ba loại là dữ lắm là mình sẽ xài tốt rồi. Nó chủ yếu là cô chú anh chị mình áp dụng nó ba đúng là bảo đảm là cả nhà mình là cái cây phát triển cực mạnh thôi. Thì như em nói đó, đúng phân thuốc ha, đúng liều lượng và cũng như là đúng cử là cây mai nó sẽ phát triển tốt rồi chứ không có gì khó khăn hết ha. Thì bên vườn nhà em ngoài cung cấp những cái cây mai giống, mai bonsai, thì bên vườn nhà em còn cung cấp cho cả nhà mình những cái sản phẩm phân thuốc ha, thuốc bảo vệ thực vật. Thì không riêng gì cây mai ha, không phải riêng gì cây mai mà nó là tất cả các cây trồng luôn. Nhưng mà cây mai thì bên em chuyên, tại vì hồi xưa giờ em bán mai giống cả nhà cũng biết ha, cũng như đi quay thường xuyên cho những vườn mai. Cả nhà mình thấy những vườn mai mà lớn ở Tân Thiện á thì cũng hay lấy những cái hàng phân thuốc bên em. Thì nói chung á thì cái cây mai thì nó nói gì khó, nó không có khó, nhưng mà cô bác anh chị mình nhiều khi vẫn biết cái loại phân thuốc nào tốt luôn, nhưng mà mình không có xài đúng cái liều lượng ha, không có xài đúng, thứ nhất không đúng liều lượng, thứ hai là không có đúng cái cử. Tại dụ giờ một tuần là phải một tuần tưới, dụ giờ cả nhà mình canh thứ bảy làm tưới phân lần đi, là phải đúng thứ bảy tưới phân một lần ha, hoặc là trễ dữ lắm là chủ nhật. Thì chủ nhật cả nhà mình phải tăng lên một tí xíu là cái lượng phân, tại vì ví dụ tới giờ đó mình cần cung cấp năng lượng mà nó hơi thiếu một chút thì phải cung cấp thêm chút xíu nữa ha. Nhưng mà đừng nhiều quá nha, mình đừng lạm dụng phân thuốc quá. Cây mai là không cần phân thuốc nhiều, chủ yếu là dưỡng rễ. Thì những cái bộ sản phẩm dưỡng rễ như bên em giới thiệu cho cả nhà mình á, thí dụ như chai siêu rễ cực mạnh đó ha, hoặc là cái thuốc vừa kích thích rễ dặn bột, có hai loại, một loại dặn bột, loại dặn nước ha. Thì cộng thêm những cái cây mạnh rồi thì mình xài thêm một vài loại phân nữa thì nó ok thôi ha. Đây, cả nhà như thấy cái cây này hôm rồi nó xì dữ lắm, xì em làm em thay cái chậu nó xì dữ lắm mà tưới một đợt mà dưỡng rễ đó, bằng nay nó bắt đầu nó bung rồi ha. Thấy cũng tương đối cũng ổn. Đây thì cái chai đó thì nó được cái gì nè cả nhà mình, cái giai đoạn mà cái cây mình mà khi sau khi mà mình ghép á, nó ghép là bắt đầu là khoảng một tuần lễ rồi á, cả nhà mình tưới vô là nó rước những cái cây như cây mai nè, nó rước lên kinh khủng lắm. Quên nãy giờ quên giới thiệu mình là trong khoảng một tuần lễ á, một tuần lễ có những anh em thì ba ngày thôi, nhưng mà em làm một tuần lễ mới tưới nè cả nhà mình coi nè, nó rước cái bò mai lên cực kỳ luôn ha, rước bò mai lên dữ lắm, tưới vô là nó rước lên à. Đây những cái cây mà em mới ghép nè, nó rước cái bò mình lên kinh khủng lắm. Lúc trước không biết thì sợ để cho nó mạnh mình mới tưới ha, còn giờ là cứ tưới vô tư nè. Bạch mai bên vườn nhà em nè, bạch mai chùm nè, nó rước ra một cái là mê luôn. Lúc trước không biết, mình không dám tưới cả nhà, đợi cho nó phải cứng dữ lắm mới được đó. Nhà mình thấy ha, thì ở đây thì em giới thiệu người thật việc thật chứ không có đăng ảo gì, nên cả nhà mình cứ an tâm mà xài. Thì mình xài thử thôi cái mai, mà nói chung những cái bộ sản phẩm em giới thiệu là dưỡng rễ không chứ không phải phân, nên nó không có vụ phạm nha cả nhà, nó không có phạm, cả nhà mình an tâm mà xài ha. Thì nhiều khi ở gần cô chú anh chị mình không có cái tiệm thuốc bảo vệ thực vật thì nó bất tiện, thì nếu như mà mình có nhu cầu thì alo em sẽ gửi ha. Đây cả nhà, em tưới nó rước được lên kinh khủng luôn ha, cả nhà mình thấy không, tông khoảng tuần lễ á.
Thì lúc này thì mình tưới không nói, nhưng mà khi mà cái cây mình chưa tháo bịch mình vẫn vẫn tưới nha, chưa tháo bịch là mình vẫn vẫn tưới luôn, tưới thì nó rước cây mình lên kinh khủng. Rồi thì em cũng xin nhắc lại cả nhà mình cái một lần nữa ha, thì chia sẻ thôi chứ cũng không phải dạy chỉ bảo gì, nhưng mà chia sẻ cả nhà mình, nếu như muốn cây mai tốt đó, thì mình phải cần là ba đúng ha. Một là đúng phân thuốc, thứ hai là đúng liều lượng, thứ ba là đúng cử. Không cần cái phân thuốc nó quá mắc tiền nha cả nhà, không cần phải mắc tiền, cả nhà mình làm đúng cử cho em đi, cây mai nó không tốt em đi đầu đất ha, đúng cử mới được. Nhưng mà không phải là riêng gì mình tưới phân đúng cử nha, tưới nước đúng cử nữa. Thí dụ như cây mai như cây này đi, mà một ngày cả nhà mình tưới một lần một cử một là bảo đảm cây mai này là không tốt, cho dù mình tưới vàng vô nữa nó cũng không tốt nữa cả nhà. Tại vì nó bây giờ đã nó ăn cứ cái rễ nó ăn cứng chậu hết rồi, mà một ngày một lần một lần tưới nước là nó không có đủ lượng nước, nên một ngày mình phải tưới hai lần. Cây mai mà nó héo nó sụp rồi cả nhà kéo lại nó lâu lắm, không phải không được nhưng mà nó lâu lắm, nên mình cũng phải canh cái lượng nước của cây mai tùy cây mai nha. Tưới thì nuôi mai hạn chế tưới bét nha cả nhà, tưới tay nha. Rồi thì thôi em chia sẻ như đây thôi, và xin kết thúc cái clip tại đây nha. Thì rất mong được sự ủng hộ của cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.